Ok, đầu tiên thì chúng ta cần tạo SAM này. Xong rồi sau đấy thì chúng ta sẽ tạo một cái DB để làm bài. Cũng như sau, tạo một cái DB tên là set là UTF-8 Unicode, với collation là UTF-8 General CI. Ok, basic rồi. Đây, tạo table. Table đầu tiên thường nó sẽ là table cha, thì mình có các trường như kiểu là ID này. Đây, not null, not lucky. Tiếp theo là name và cha, not null. Description text. Rồi để ý cái trường ID này thì mình để là auto increment. Tiếp theo là image. Đây là nvacha đi. Tiếp theo là cái trạng thái deleted để là in. Null, đặt mặc định cho nó là không. Ok, xếp xuống thì đây ví dụ này mình đặt là category. Ok, tiếp theo đến bằng con, đã thì bằng con thì ví dụ như nó có ID như cũ thôi, default không có auto increment. Sau đó đến name, kết ID, ping, xong đến name, xong đến description, tag. Rồi, xong rồi đến price, giờ decimal. Thường mình để là 18 để nó nhiễm được. Delete đây, not null, default là không. Save đây sẽ là bằng product. Ok, save vào đã. Tiếp theo thì mình sẽ tạo project ở trong htdoc, thì mình đã tải và tạo một cái thư mục basic mở ra bằng sublatex. Thì để cho nó chạy được thì mình phải config nó, mở web.php, điền vào đây một dãy ký tự, xếp xuống để mình test xem nó chạy chưa. Localhost 88 basic web. Ok, nó chạy rồi. Bây giờ mình sẽ vào G, vào ghi để sinh model. Index.pr bằng ghi model generate. Nó sẽ chết bởi vì mình chưa config cái database này vào với cái project. Thì mình sẽ sửa như sau. Vào config vào file db.php. Và nó sẽ sửa cái này. Sửa cái tên database thành basic. Username là root. Path không có theo mặc định của cái SAM. Thì bây giờ chúng ta generate lại. Ok, có rồi. Thì bây giờ mình tạo cái category là category model. Để đây là y dài. Preview. Generate. Ok, xong thằng này. Tiếp theo là đến thằng con nó, tức là thằng product. Product. Chữ CD. Review generate. Rồi bây giờ chúng ta có hai cái model là category và product đây rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành ném thử cái database, ném thử cái dữ liệu vào trong để test thì nó sẽ như thế này. Vào bảng category trước đi. Rồi
tạm thời để thế. Theo là soccer đi, sport đi. Không, cái tôi play đúng không? Thì ở trên này để là toy, store. Tiếp theo là về sport thì để sport store. Đấy, làm ba cái đi. Cái nữa là technology. Rồi bây giờ đến cái thằng product, mình thêm dữ liệu vào kết một này. Rồi store là body, description là cho biết từ búp bê ở đây. Body price là 1.000, 1.000 đi. Đây là hai là sport thì bóng bốn động lực bốn 500. Tiếp theo lấy cái thằng hai nữa đi, hai thì là close Real đi. Chết, thằng này thiếu image design nên cái vào đây nữa. Chết, chết rồi. Rồi ở đây mình sẽ làm thiếu cái trường image, mình cứ để trống không liên quan đến. Rồi tiến hành lấy ra, lấy cái tôi trước thì sẽ như sau, mình sinh ra một cái controller. Generate controller này. App sửa controller sửa category controller index review generate. Ok, bây giờ mình có cái controller rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là lấy cái dữ liệu từ cái DB của cái model category ra, thì mình phải khai báo để sử dụng nó. Sử dụng cái model kia thì use app này, model này, category. Chắc phải, không phải đâu. Nhưng mà app model. Rồi bây giờ tiến hành lấy ra thì là list sẽ bằng category y với điều kiện là where. Nhớ lưu ý trong where thì nó là cái array. Đây là delete, nó phải bằng là không. Lúc nãy mình để là không là mặc định, nó phải là không thì mới lấy ra được. Nên là all, là toàn bộ thì là all. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là truyền cái này ra màn hình vi index. Truyền như này bằng cái thằng này, chết xuống. Bây giờ mở cái màn hình index của cái thằng category ra. Ok, để test thử xem ở đây là mình đã có cái list đi chưa. Và đam st đây mình đai luôn đây về cái nó index thì chuyển thành category. Đây là một đống rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ qua cái bước validate nhé. Không, không quá được. Mình sẽ tiến hành là này nó dễ. PP if st đi.
cao RST lớn hơn 0, tức là trong cái list kia của chúng mình là có giá trị thì mình sẽ dễ hiểu. Rồi bây giờ nếu mà nó có thì mình sẽ tiến hành tạo một cái bảng, đây là table. Bootstrap nó có sẵn thì có cái class bằng là table. Cái header thì mình sẽ làm một cái tr, trong tr là th, trong này là id này. Th name này, description này, đây là init, cột cuối cùng là cột edit, tiếp xuống, sau đến cái phần tbody, ok, thì mình sẽ tiến hành point, php này, cái list kia lst kia của mình, s mình chỉ không cần key value, mình chỉ cần cái element nằm trong đấy thôi, mình sẽ đặt là item, code này, đóng cái này vào, mở này ra, đừng quên, thì bây giờ mình làm một cái tr, trong tr thì nó sẽ có td, td thì nó chứa nội dung như sau. Chứa nội dung là lấy ra cái ID nhỉ, thì ID đây, item ID này, name này, description, image, ok, thời thế test thử nó có lấy ra được cái gì không. Oh shit, không có description, tức là sao ta, để tôi à đây, viết sai chính tả, sai từ trong đợt bầy đây, sai description. Okay. So description, thì thằng mô đồ là description, index, description mới đúng không? Vứt ra, rồi đã có những cái thông tin của chúng ta rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là thêm cái nút edit và delete ở đây. Ở đây mình cần thêm một cái này nữa. Ở đây nó gồm hai cái button, thì mình sẽ tạo nó như sau. Lấy cái HTML của thằng nào đấy ra. Đó, không có thằng nào có HTML. Đây HTML, đây HTML nó dùng, nó tạo một cái thẻ A, chúng ta sử dụng là TML này, ML 2.2. Thẻ A thì nó sẽ có các cái phần tử như sau này. Đầu tiên là cái text, đây mình sẽ đặt là update đi, sau đấy là sẽ đường dẫn nó chuyển đi,
để chuyển đi đúng cái định dạng của cái controller thì mình, của cái Z này thì mình để trong một cái array, thì chuyển sang cái mình muốn chuyển sang là cái category. Và hàm update. Rồi tiếp theo thì nó sẽ là cái biến truyền đi, mình muốn truyền đi thêm cái ID nữa, nó sẽ là item chọn đến ID. Rồi tiếp theo là cái class option, class thì nó sẽ bằng cái giá trị là btn này. Đây là của Bootstrap btn, btn trừ info. Ok, thử xem nào. Đây update đây, ID bằng 1. Phần này bằng 1, cái đoạn này 1 này. Ok. Ờ, không nhìn thấy. Để chuyển lên cho nó rộng chút thì nó sẽ nhìn thấy. Ok, phần phía dưới này có cái ID bằng 1, bằng 2, bằng 3 này. Ok rồi. Tiếp theo là cái nút delete thì dễ thôi, copy thằng trên sẽ thành delete. Rồi đây là nút delete. Đây delete. Đây đã delete được rồi này. Rồi bây giờ thì cái delete nó dễ hơn, mình làm cái delete trước. Đây cái tôi controller này, copy thằng này. Đấy xuống. Delete. Ok. Rồi bây giờ mình lấy ra cái delete này, bây giờ mình muốn lấy cái ID kia ra. Mình thực hiện như này. Đầu tiên mình sẽ lấy cái request bằng cái gì app request này, xong bắt đầu lấy cái request của ID 1 thì nó như sau này. Mình lấy ra cái biến là ID sẽ bằng request, mình lấy ra cái thằng get có tên là ID chấm phẩy phát và đam xem check cho nó có giá trị không. Đây luôn đây. Check thử coi. Đi lít này. Ôi giời ơi. Controller Z not found. Trên này ông này chưa dùng. Đây thì Z. Thế thôi. Không nào. Đây bằng 2 này. Back lại này. Đây bằng 3 này. 3 đây. Và đây là request là post. À, và get, là get. Rồi ok, lấy ra được rồi, lấy được cái ID rồi. Bây giờ mình tiến hành là lấy cái đối tượng ở trong DB có ID bằng cái giá trị mình truyền vào đây ra. Thì nó như sau. Mình đặt model sẽ bằng history file one cho nhanh. File one thì lấy ra cái ID kia. Chết tiếp. Và đặt model. Delete đây một mớ, hôm nay là con nêm là toy này, toy spawn thì lấy được rồi. Đấy, rồi thì bây giờ thay đổi trạng thái của nó, molo cho đến delete sẽ bằng 1 nào. Sau đó là if molo chết, molo chết xuống, tức là nếu mà xếp thành công. Bây giờ nếu mà nó xếp thành công thì mình tiến hành redirect nó đi. Return list redirect ngoặc này chuyển đi là kết redirect rồi. Check thôi, thực ra thằng này thường sẽ không xảy ra.
nhau là echo delete fail chấm than. Rồi cái thằng này nhỉ, tiếp thử vậy. Ok, delete được chưa nhỉ? Trong db thì nó sẽ chuyển vào trạng thái thành một hết nhỉ. Mình muốn lấy back lại để chứa đường về không xếp xuống đây để mình có cái mới này. Ok, video 1 thì là sẽ lấy ra và update và delete. Video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn create và update. Ok, là nhà làm tốt nha.